Quê tiên nào mà cô chú ơi, nhà tiên đây. Tới quê hồi tối trễ quá thì không có quay được, sáng nay tiên quay nha. Đây là phía trước nhà tiên. Nhà này là lúc mà trước khi đi Nhật là nhà tiên xây rồi. Xây xong rồi nhà tiên mới có chuyện, nhà tiên mới đi Nhật. Ngoại tiên, tối là ngoại qua chơi với con cháu. Hả? Con để xong rồi hả? Phía trước nhà tiên. Ủa cây này là cái gì ngoại? Cây chị biết đâu, nó là chậu nhà, nhà chậu. Ê! Không phải chậu, cây gì biết nè. Con không biết cái gì, con tưởng cây chanh, cây hạnh gì chứ mà con ngửi cái mùi nó không phải. Nên tí gì con hỏi. Ôi ôi, rau cần rau ngò mà trồng tốt rồi nè. Ừ, đem lên nó trồng tứ hoài tốt. Ôi xì. Mẹ nó trồng cây ổi rồi sao chết hai cây ổi nên nó để nó đem lên trồng tôi trồng. Đem lên hai cây ổi trồng mới thì có trái nhóc kìa. Gì hả? Đó, lúc mà con luôn. Đi là mẹ chưa gặp bác Bảy là nhà con đâu có trồng mấy cái này. Giờ trồng trái nhóc chưa? Ngồi ơi, gieo cái gì đây? Ngồi ôm hả? Ơi, ngồi ôm rồi ngửi cái mùi thèm canh chua rồi đó. Nhóc hết trơn. Ngồi ôm rồi gieo càng cua nữa nè ngoài. Trời ơi. Hồi lúc mà Tiên đi Nhật á, là mẹ Tiên chưa có gặp bác Bảy á, là mẹ Tiên sống con hên nè. Rồi nhà cửa cũng đâu có được tươm tắt như thế này. Giờ bác Bảy Tiên trồng cho mẹ Tiên rau xả này kia nè. Cần nữa nè chị. Cần. Trồng cần tốt rồi nè. Xả nữa. Bên trong đó là gừng. Rồi cây này là hình như là cây hạnh. À đúng rồi, cây hạnh hay còn gọi là cây tắc. Tôi thấy con trái nè. Bên ngoại Tiên là vườn cây xum xuê luôn. Để nửa Tiên qua Tiên quay cho bà cô chú coi. Ben, con lại đây con nhìn cái cây này nó gì, có trái này nó dễ thương nữa Ben. Đôi dép của con đâu, con mang đôi dép á. Slip bà của con á, cây ấy á, mang giày hả? Đây là cây mai. Ủa cây mai này hồi đó là của con này không ngoại? Hay là bác Bảy trồng về sau này ngoại? Dạ. Hồi ơi vậy hả? Trời ơi, bà cô chú ơi, cái cây mai này á, ngày xưa á nha, là nội Tiên cho Tiên một cây mai, rồi Tiên trồng cái nó hơn sao mà nó chết. Rồi tự nhiên đâu mấy tháng sau nó tự mọc lên một cây mai nhỏ xíu à, tí tẳng luôn. Rồi nó lớn thì từ bây giờ nó như thế này rồi nè. Cái gốc mai mà ngoại nội Tiên cho là gốc mai nó đẹp lắm, tốt lắm luôn. Rồi sao mà trồng sao mà tự nhiên nó chết. Rồi kế bên nó lại mọc cây mai khác. À, bây giờ nó có cái này, nó chịu đất, nó tốt như thế này nè. Ôi, mấy năm trời mới nhìn là cây mai. Rồi cái cây này là cây nè Tiên mua Tiên trồng. Cái cây này là cây hoa mai đăng. Ngày xưa là Tiên hồi còn sinh viên cái Tiên mua này nè. Rồi Tiên về Tiên trồng mà bây giờ nó tốt như thế này. Hồi xưa nó nhỏ xíu. Rồi Tiên đi mấy năm Tiên về nó tươi tốt như thế này. Chặt hết một bên đó rồi. Ôi, cây hoa mai đăng. Cái cây này không biết là mà cô chú có biết không nha. Khi mà nó nở cái hoa ra là nó vàng như là cây hoa mai vậy á. Mà cái bông nó bự lắm, to bự lắm. Dạ Tiên. À còn bên đây nữa, hồi Tiên về mà Tiên thấy nhà Tiên lạ quá chừng luôn. Đây ổi nè. Bác Tiên, bác Bảy Tiên chồng dựng Tiên lắm. Mà chồng dám tươi tốt như thế này là kinh khủng hay thiệt. Dựng Tiên khéo tay ghê. Ngon. Trời ơi. Chồng sao mà tốt quá chừng tốt. Rồi bên đây là cần dây lá nè, cái này là nồi canh chua là tuyệt vời. Ngửi cái mùi của quê Việt Nam. Cái mùi là cái mùi Việt Nam mà ta ơi. Đi đâu đó Biên? Nguy hiểm đó nha. Hai cha con đi dạo nè, bà cô chú ơi. Dạ? Đi vòng vòng. Hai cha con đi dạo rồi. Cẩn thận nha. Chưa kêu chạy. Vậy đó, lần nào về cũng vậy đó. Hai cha con đi dạo vậy đó. Hồi trước con ẵm bé An đi. Rồi bây giờ bé An lớn thì nắm tay đi. Ẵm bé Na. Rồi Tiên nè. Chưa thấy không? Trần ở dưới đó có con gà.
Phía trước nhà Tiên ngồi ơi, ông che gì nhóc chưa? Đồ găm nữa. Ôi ngồi nhiều quá. Bả đi kiếm cộng mà không có, đây nhóc hết trơn. Nhà Tiên đem một cây chú ơi. Cũng đơn giản như bao cái nhà khác thôi. Xét hết trơn. Cửa xét trơn hả mày? Ngoại Tiên rồi, đã không? Tại sao ngoại có hết chứ? Ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại? 73 rồi. 73 gần 80 tuổi. 73 mà nhìn như là 37 ngoại. Tao đi nấu cơm từ thiện trên bệnh viện thuốc nốt mà 1 tuổi với ngoại mà bà nào nấy tóc bạc trắng già đành không bà nấy. Gì hả? Bà sao mà bà không có già? Cừ quá. Ngoại không có bị lão hóa gì, lão hóa ngoại dễ nấu cơm. Tao đi nấu cơm lần cả tuần vậy tao mới về gần 28 này đi nữa rồi mà tao nghỉ rồi. Mấy ở với nhà chơi vậy. Tới tổ nấu á. Dạ. Cái tao đi nấu ra ngoại chiều 3 giờ ngoại vừa ngủ nhà tao ở chảnh với mấy bà luôn ngủ ở chảnh vui lắm. Tại vì mình sống mà mình làm đồ việc thiện rồi mình vui ngoài chứ mình không có già. Rồi nấu tới dưới Sà Đéc ở dưới Cà Mau nữa đó. Xe chở đi tới dưới nấu từng mới về. Dữ ta. Ở vừa đi đồ thiện mà giống như vừa đi du lịch luôn hay ngoài vui. Vui lắm. Sáng gì nè ăn cho cháo ăn cho rồi người ta đứng này. Thằng đây tới dưới bến vậy đó mà đông vậy đó mà cho một hơi một là rồi. Rồi cái ngoại đi dưới ông ngoại không có đi sao ông ở nhà tao đi với mấy thấy đàn đi đông lắm để chở xe đi. Ngoại thích đi từ thiện rồi gặp mẹ con gặp ngay bác Bảy cũng thích đi từ thiện luôn mọi người. Ôi được lắm giống cha mẹ mà hiểu. Ê nó giống hệt cha mẹ hồi xưa vậy á, qua ăn lâu lâu cái là qua thăm ngoại ông ngoại bà ngoại là mua thịt mua đồ hầm này kia hết cái tao xuống tao thăm cái bà xui tao cũng mua thịt mua hủ tiếu rồi đem cho bà nấu bà ăn. Bà xui mình thấy thương lắm. Để nữa cái xong xui hôm nay mọi người sum họp ra xong mới con xuống dưới. Ừ, xuống mà mới xuống mới được. Ê bà chồng mẹ mèo diều hoài tội nghiệp lắm anh ơi. Trời ơi thương đi, mẹ bà con ghê vậy đó. Dưa ăn này luôn. Năm nó bữa nào con muốn ăn á ăn chỉ bao tử được. Ông ngoại Tiên nằm vào cô chú ơi, ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại? 72. 72 rồi. Chà đã chưa? Hai ông bà thấy lớn tuổi chứ mạnh cùi cùi đây nha. Đi ruộng phay phay luôn hả ngoại? Làm vườn mà. Ngoại Tiên làm bển là vườn mận, rồi dừa này kia, rồi tùm lum hết trơn luôn. Ngày xưa con nhớ có mấy cây chôm chôm đâu nữa. Bây giờ đốn bớt rồi. Để nữa con dẫn con ngoại, dẫn chồng con ngoại cho đi vườn. Đi mát cho sang. Cho lội sình đổ bơi xuồng được. Xuống cho ao cá bé. Cái này là mà cô chú biết ở đâu không? Người ta làm từ thiện đó. Ở cái xóm Tiên nhỉ? Xóm Tiên là vòng vòng đấy luôn hả ngoại? Bên ngoại cũng vậy luôn hả ngoại? Người ta từ thiện nhiều lắm hả ngoại? Từ thiện nhiều lắm. Bởi vì sáng cây mè. Mà cái này ăn tốt sức khỏe nè ngoài gạo. Cái này ta ăn chị bao tử nè. Mẹ tôi kìa mấy cha con về tới kìa, sáng giờ lội bộ đi dạo đó, giờ về tới kìa. Chẳng đi nữa à. Cái này gạo này ăn nó nhạt nhạt phải không ngoài? Ừ. Nhưng mà cái này hình như là con nghe nói là tiểu đường ăn cũng tốt lắm á. Không có ăn bao tử người ta ăn cái này nè. Dạ. Mè. Hồi đó cái ông ăn hết luôn đó. Đó ông từ mà ăn vài đoạn không ngoài ra, ông ăn cơm gạo lứt này không nè. Dạ. Ông ngoại này ăn được tao không ngán. Tao nói để đem gì cho ông ăn thử tao không ăn ngán. Dạ. Về tới rồi. Nè sáng đi tản bộ đã ta. Đi dạo vòng vòng đã ta. Bà ngoại đi chợ rồi. Ngoại đi mua đồ ăn về ăn nha. Ô bà sang nhi. Chính sang tôi còn có desu ka? À hả? Dạ có bác nào hỏi bé hai bé là con của con Tiên hả? Không biết tiếng Việt mà nghe chắc là biết. Nó không biết ăn nó ngán. Sao không con? Bà ngoại đi mua đồ ăn cho con này tí gì? Chút đây bà cốc qua xuống. Ê cốc bà cốc xuống. Nội Tiên nằm bà cô chú vậy khi nằm má xuống thăm. Đây nè. Con có chào bà cốc chưa? Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Nè về. Mẹ Tiên nè bà cô chú ơi,
mua bánh trái, bánh bánh gì, bánh da lợn, bánh bèo rồi đây đây đây, bánh da lợn, bánh bèo, bánh, bánh bò, bèo, bánh bò, bánh chuối, cái gì đây, bánh này bánh gì mẹ, bánh đậu, bánh đậu, bánh đậu, bánh đậu, bánh đậu. Chồng con nó ngon, mẹ mới mua thêm nữa nè cho chồng con ăn đi. Bên Nhật mẹ ăn gì có mấy cái này. Ừ. Không bao giờ có bánh này. Nội rồi. Ăn chưa nội? Có, có ăn rồi. Dạ. Để dẹp cái này coi, nãy sáng giờ tầm lum đây nè. Để đồ ăn không hả? Ơi này. Trời ơi, rau câu gì, bánh da lợn. Ừ. Bánh cái gì đây ta? Bánh chuối. Bánh chuối. Quá chừng rồi. Nè mẹ, cái này rau câu. Này dân quê không à. Ừ, bánh da lợn nè. Bánh đúc. Bánh đúc. Trời ơi, bánh đúc nữa, mấy chục năm rồi. Bánh chuối, rau câu này, cái này, cái này cho chồng qua, chồng không biết cái món này là dưới miền Tây là nhiều lắm, bà cô chú ơi, tiên không biết qua là loại mà này gì kia mà kêu cái gì ta, xin sáo một lũ hả? Xin sáo, xin sáo, xin sáo, xin sáo, cái này lúc nãy tôi mới ăn một ly rồi. Cái này có xin sáo nữa nè, mua nhát. Sáo này, cái bánh này nha, bánh đúc, bánh 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 bò, bánh da lợn là miền Tây là đặc sản nha bà cô chú ơi. Với cái bánh đậu này ngon lắm nè, đậu nướng. Bánh đậu, trời quá chừng luôn. À. Bánh ăn thơm lắm này nè. Ừ. Tí con ăn. Một tí còn ăn. Dạ. Nhà riêng mới về nên bởi vì là đồ đạc còn lu bu lắm. Đúng rồi. Chưa. À, cô ấy quá. Đi làm chứ mà nó thiếu tắm rồi con về. Mời mẹ xuống. Ơi, được ấm nữa rồi. Chạy về là 3 giờ rồi nè. Trời ơi. À. Quá tầm lum hết à, nói tiếng Việt. Cái này tiền. À cái này tiền. Đúng rồi, tiền sô cô la. Cái này con nghe ngoài. Tại nhà không biết rồi đem vô tầm lum đây nè. Dạ. Hả? Dạ. Cái này con nghe ngoài. Con nhúng đi kia hai. Con đi đi. Nhúng đi xuống luôn. Tại vì con gì đi. Rồi nấu đại luôn đi chừng ơi. Nhờ dì Tư nấu là ngon rồi, nấu sao là ăn vậy đó. Dì Tư tiền khéo lắm, tội nghiệp lắm. Ngày mai đâu là lên máy bay hả dì Tư? Ngày mai là lên máy bay qua con gái Hàn Quốc chơi rồi mà bữa nay hôm qua tiên về lon ton chạy ra nấu đủ thứ trên đời hết trơn. Ừ, rồi bây giờ đó. Nè bây giờ là hồi sáng tới bây giờ ha, đâu đi vô cái chợ đó gom hết trơn cái chợ ra cho tiếp. Mẹ đi ăn chay đâu có làm được mấy cái này đâu, có gì ở đây. Nhưng mà bển là hôm nay đi chuẩn bị đi sang con là lu bu rồi mà còn nhích thời gian mà làm cho Tiên như thế này nè. Hồi sáng giờ là Tiên gì à? Thôi ông bà cô chú thông cảm nha. Mẹ Tiên mới về đi 6 tháng trời về thì nhà cửa nó cứ như vậy nè bà cô chú ơi. Này Tiên về rồi xong mẹ mới dọn dẹp từ từ được. Chứ bây giờ là mẹ Tiên quýnh hết trơn rồi. Không có nó đua đeo đeo. Bởi vậy không có làm gì được hết trơn. Bà cô chú thấy lu bu mà cô chú thông cảm nha. Nhà là vậy đó. Người miền Tây là vậy đó, tới là hiếu khách chứ lắm. Mẹ đi mấy tháng rồi nhà cửa không? Ở gì dơ lắm, dượng Tiên ra dọn nhưng mà cũng đâu có như mẹ Tiên ở nhà đâu, dọn sơ sơ thôi. Tại vì mọi người nói là phía nè phía sau để Tiên quay ra, Tiên quay phía sau cho bà cô chú xem nha. Phía sau nhà Tiên cũng rộng lắm, nữa làm cái bếp ngoài đây là cái nhà nó rất là rộng. Đây như thế này nè. Hồi nãy con thấy cho bà mấy trái dưa đâu má. Đây là phía sau nhà Tiên. Ngày xưa là nhà Tiên nuôi heo á. Cái khu này là nuôi heo nè. Cha Tiên xây chuồng này kia. Rồi bây giờ là đâu có nuôi nữa đâu. Nên đập ra. Nó rộng thế này nè. Mộ của cha Tiên nằm bà cô chú ơi. Tội nghiệp. Thương con thương cháu lắm bà cô chú ơi. Củi. Ngày xưa là lúc mà nhà Tiên mới vừa bị biến cố xong á, phá sản xong á, là cha mẹ Tiên về sau khi mà Tiên lấy chồng á, là có số vốn xây cái lò gũ ở đây nấu gũ nè. Đó, cái phần nấu gũ ở đây. Rồi xong cái cha Tiên bị bệnh và phải hoãn lại cái nấu gũ này, trả đồ cho người ta. Phía sau đó là vườn á bà cô chú ơi, mọi người ơi. Vườn cây của người ta chứ không phải là nhà Tiên. Trời ơi. Nó mát, cái mát, cái gió này là cái gió của Việt Nam nè, trời. Tôi về tới Việt Nam rồi. Tiên đang ở Việt Nam nè. Té, cha Tiên an nghỉ ở đây, phía sau nhà. Nhà Tiên là vậy đâu mà cô chú ơi, cũng từ phía sau nó rộng, phía trước thì cũng rộng. Rồi cái chỗ nhà bếp thì nó hơi chẹt một tí. Ngoại Tiên, ngoại đang làm gì ngoài?
mỡ hả? Mỡ này cũng là dì Tiên đem ra đó đó. Coi nhanh ghê chưa, sáng mà đi chợ mà mua đủ thứ. Nói đâu chồng Tiên lần trước về nói ăn con cá chê vàng thích, cũng lon ton chạy đi mua con cá chê vàng cho chồng Tiên. Hai con kìa. Hai con để cho nhỏ Hạnh con. Đấy vậy rồi bây giờ Thắng mở gì nữa này làm nữa nè. Đây. Chai dừa. Ủa chai dừa này tí làm gì ngoài uống hay? Uống đó. Uống hả? Tại vì mày đốn buồn chở không hết á. Tại vì uống. Ăn bỏ nước dừa làm gì có ngoại ơi. Trời nửa qua ngoại chị nhóc hết trơn. Qua ngoại leo dừa. Trời đâu cao đâu. Ủa cái này là mình làm gì mà giữ gì ngoại làm đồ chai hả ngoại? Dạ bạn. Gì mà mộc xê giữ vậy ta? Dạ nãy hai bữa. Cái gì hả? Dưa hấu nè, hồi ơi con mới mua trái dưa hấu hôm qua mà sao hôm nay mua dưa hấu nữa rồi? Đã ghẻ ghề có mình 2 ngàn ký thì mua đâu. Chàng ơi, vậy mà con vô chỗ đó bán con 20 ngàn ký. Anh hay không về. Cái nào thấy bự sao mà nó quá mà. Tư làm món gì nữa vậy dì Tư? Cái nồi gà xong rồi. Ủa cái này là để vô gà lúc nãy ăn hay gì Tư? Mày nè, chưa ăn cái chuối đó đâu à? Chưa, cái này là con chưa ăn thiệt nè. Chuối, chuối con làm nha. Ủa ta, gỏi bắp chuối thì con có ăn mà. Cái cây chuối này là con chưa có ăn nè. Vậy là nó con giống như là quế thôi. Quế, quế à, bọc quế chẳng hết. Quế như cho bọc rồi, đủ mẻ nè. Hay quá. Cái này ăn gì là đi cây chuối rồi. Hai cây luôn. Hai cây. Rồi, ủa cái này mình nhúng vô là như nhúng lỗi đây vậy Tư? Bông bí đó con có ăn thì không muốn ăn. À bông bí lâu lắm rồi chưa ăn. Bông bí nấu canh cũng ngon lắm. Chuối ấy là trắng ha. Đâu à cái nồi. Cái nồi lúc nãy nấu xong. Trong, ở trong nhà. Trong nhà hả? Chuối nữa đây nè. Ai ơi. Ai da trời. Vậy Tư đi nang luộc chuối. Ủa chuối này ai đem gì Tư? Ngoại đó. Của ngoại hả? Chuối vườn của ngoại luôn á hả? Ai chờ ở đâu. Này hồi tối con thấy bác Bảy ngâm nước á. Nói là bạn nói ngâm nước là nấu nó mới dẻ. Đúng rồi. Ăn đi. Ủa cái món gà này gọi là món gà gì vậy Tư? Lẩu nấu chanh ớt. Lẩu, lẩu gà nấu chanh ớt. Ờ lẩu gà. Dạ. À ớt đi. Trời ơi. Mình không có ăn cay được. Vậy Tư nói là không có cay. Vậy nên nó không có cay ăn được. Dạ. Tôi nói không có cay, ớt nó không có gì, không có cay. Cá kho, cá này cũng là cá chê vàng, vậy tôi kho cho Tiên xong xuôi hết trơn rồi nè. Vậy tôi nói lần trước chồng Tiên thích ăn, lần này vậy tôi làm. Con cá chê vàng này làm công phu lắm hả vậy tôi? Thử tùm lum tùm la. Muối. Bóp chanh, rồi bóp đường, rồi chế nước sôi rồi con bóp đường chứ đừng tanh nha. Thấy gì ăn làm ngon không? Hấp dẫn con mới dở coi nè. Vàng ươm thơm phức. Cái món này là món ruột của con, một tí là con ăn cái đó đó. Cá chê thì con không có mê bằng cái này nè, cá lòng tông, cá bóng này nè, cái đó là của con. Đi tới đâu ăn nữa thì con cũng thích cái mấy cái món này thôi à. Canh chua đồ nữa ha. Bởi vì hai đứa vậy phải chứ. Anh chồng Tiên đâu có ăn cá bóng được. Cá bóng có nó xương. Dạ. Cá chê vậy, nó ăn cá chê được. Dạ đúng rồi. Chồng con lần trước về Tư còn nhớ thích ăn cá chê đó. Cái toàn đi mua cho chồng con. Chị Tư Tiên khéo tay lắm. Làm nhanh, gọn, lẹ mà ngon. Cái nồi. Bởi vậy tiếc ghê. Tư đi ấy rồi. Chồng Tiên ăn mà hồi trước ơi. Nội ăn không hả nội? Dạ, vậy thôi con với chồng con ăn. Thấy mua ra nấu chờ đãi cho ăn Tư đi rồi. Đi cho chồng. Tội nghiệp lắm bà cô chú ơi, sáng giờ nhà lu bu hết trơn, chưa có xong gì hết rồi chồng Tiên cũng chưa có được ăn cơm. Bây giờ Tiên dọn ra ăn rồi. Cái này là gì Tiên làm hết trơn nè, mẹ Tiên ăn chay đâu làm được đâu. Gì con? Mẹ ăn mê dưa hấu quá dưa mê rồi. Về đây được ăn dưa hấu rồi. Thôi được rồi dì Tư ơi, con ăn xíu hôm nãy con ăn cơm chứ chắc không nhiều. Thôi con ơi, miếng cháo mà con ăn. Thôi con ơi, con ăn cái bột đó, cái ngon đó. Mẹ ăn cái chịu. Tiên với chồng Tiên ăn thôi. Mọi người lu bu quá, không có ai ăn cùng được bữa cơm hôm nay nữa. Ăn lẻ tẻ hết trơn. Hả? Sakana. Kawa sakana.
Thế? À điều. Chồng Tiên hỏi là có xương không? Có. Cái mô hô neo kì. Vậy thì già xì. Mà lương, ở mà xương con cá bóng này nó to lắm nên dễ lấy ra lắm. Nhìn chồng Tiên ha, mời cô chú nhìn. Dễ từng miếng từng miếng. Cái này là Tiên ăn, là Tiên ăn luôn cái xương đó. Cá bóng to vậy mà Tiên để vô cái miệng lại là Tiên ăn hết trơn cái xương đó luôn à. Được. Tiên hỏi chồng Tiên là cái món này chồng chưa có ăn lần nào đúng không? Cái này là gà nấu chanh ớt. Hồi đây ba. Ano thugarashi to lemon. Lemon grass. To lemon, lại futsu no daimu. Ừ. Cái này chút amazupai de shu. Tiên nói chồng Tiên là có chanh có ớt với lại xả này kia nên nó chua chua ngọt ngọt. Được. Ngon. Chồng quán gì cũng hay ngon chứ nội. Ngon ngoại. Vậy Tư. Ngon. Mày mà ngon rồi chả. Cái thường quá à. Ăn cái gì cũng được chứ. Càng chịu mà ngon quá. Về miền Tây là không có chê gì hết, cá kho là cá kho nước mắm là ăn luôn nha. Ở đó nó thích ăn cá này nè. Đúng rồi, cá chê vàng. Đi má mời gì Tư đi Hàn Quốc rồi. Ashita wa ne, con à nó mua đồ ra nấu cho ăn đó, mời đi Hàn Quốc. Ashita wa ne, obasan, con cô cười cưng đấy, mà ta cô đồng một. Nó còn có em bé nên chị Tư không có kêu đi vô nhà chạy đi khó khăn không ai chở. Dạ. Lần sau về rồi vô chồng. Hả? Chưa 3 tháng hay gì Tư? Sang, sang cả cái gì? Nó về là chị Tư đi được 5 năm. Một lúc tao ra mà ta vô nên cần để mà ta đi kêu được. À, Ê, chồng con hỏi gì Tư là đi đợt trước là lạnh lắm phải không? Lạnh. Bây giờ là chắc là ấm hơn rồi, ấm hơn đợt trước nhiều. Hình như là con hơi lạnh lạnh tí xíu à. Ngon con không có lạnh lắm. Ben ơi, bà Cốc đi về kìa, bà Cốc với bà Tư về ra thưa bà Cốc. Cẩn thận, cẩn thận con. Bà về đây có cái cháu bà đi về nước ngoài đó, cái bà ôm cái ấy vậy bà khóc, cái tăng lên TikTok luôn, tưởng chết. TikTok. Cái người nhà báo nó tuyên tăng bà lên TikTok luôn, có nhà báo đang luôn á. Dạ hả? Dạ hả? Nội Tiên với dì Tư về vậy bà cô chú ơi. Dì Tư ngày mai đi Hàn Quốc rồi mà tranh thủ ra làm cho Tiên ăn. Ben, bye bye bà Tư, chào bà Tư. Bye bye. Ben, bye bye bà Tư. Bà Cốc cái nào? Bà Cốc cái nào? Đây bà Cốc cái nào mấy em, bà Cốc thương con lắm á. Dè tay mệt à. Thường dữ lắm. Về gắn thận gì Tư nội. Nào bác ăn, bác ăn. Ben coi ăn đi, cái này là đu đủ đó Ben, papaya đó Ben. Không ăn hả? Sao vậy? Ngon lắm à. Ngọt khỏi chồng ngọt không Tiên? À mày. Thì hình như là không có ngọt hả ta? À mà cái này. À, chồng con nói sao không có ngọt, chắc có lẽ là nãy giờ ăn đường thì không ngọt hay sao đâu, con không biết nữa. Rồi, đu đủ giấm đường luôn. Cái đủ gì không ngon rồi. Gì vậy, đâu con ăn thử miếng này, bóc đại nè. Để tao có đi trong vị Tư mai lấy cháo đủ ngon chổng ra cho mẹ. Cũng ngọt mà không ngọt bằng mà cũng được ấy. Cái này cũng được. Được, sao? Nó chua quá chín đỏ quá thì ruộng sợ mất lỏng mẻ gì vậy. Không ngọt mà. Ngọt. Để nó ăn chưa nấu rồi nó chấm ai đường rồi chấm muối gì. Đúng rồi, nãy giờ là ăn chuối chấm đường nè, bởi vậy là ăn đu đủ chứ không có ngọt nè. Con ăn con thấy ngọt lắm. Cái dòng ở ngoài nó không có ngọt nhưng mà ăn nguyên cái miếng xong là ngọt. Đâu đâu mẹ cho nè ăn thử nè ăn không mẹ? Ngọt lắm hả? Ngọt không ngay à. Thì nãy giờ là ăn đường á. Cái đủ ngọt nè. Nha, con ăn thử miếng đu đủ nha. Dạ, ai lưỡi ra rồi bọt củ cải đỏ hay gì? Chưa ăn. Hả? Bọt củ cải đỏ hả? Thôi đi. Rồi bây giờ nhà Tiên là dọn dẹp tí, Tiên phụ dọn tí thì chiều mấy gì lại là nấu ăn cái nữa.
nghỉ ngơi đi ngoại ơi, thôi thôi để con làm cho. Thôi mẹ má hỏi lại. Tội nghiệp quá, thôi đi dẹp tí. Bà con chú nha, tí tiên quay nữa nha. À, mà má hỏi làm mà nghỉ chút đi.